Ok nè, và trước khi về video thì mình có vài điều muốn nói với anh em, đó là mình có bán ở trên Facebook này nha anh em. Mình mới nhập cái loạt phải nói là giá cực rẻ, cực bèo, học sinh sinh viên có thể mua được luôn anh em ơi. Giá 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 đến 100.000 hay vài trăm ngàn đều có anh em ơi. Anh em nào muốn mua hạt thì nên inbox Facebook của mình, lên Facebook mình sẽ để ở dưới đây. Và mình xin nói luôn là Facebook của mình nó là chỉ có một cái duy nhất cái này thôi nha anh em ơi, Lê Phúc Tấn, ở dưới có ghi chữ trộm và lên là facebook.com gạch phúc tấn chấm lê chấm chín. Đây cái link Facebook của mình sẽ để ở phía dưới này đó. Anh em nào muốn mua thì nên inbox Facebook mình nha anh em ơi, mình bán hạt giá cực rẻ luôn anh em ơi. Anh em tìm không thấy cái nào mà bán rẻ hơn mình đâu, mình thề luôn á. Ok ok và vào video nào, chúc anh em xem video vui vẻ nha. Ok và hello anh em nha, và chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình là Builder anh em ơi. Chào mừng anh em đã quay trở lại cái series mà Builder đánh thường và cùng con đại diện của anh em nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ sáng chế ra một cái build đồ mới nữa, đó là Fury lên đồ Yasuo. Đấy, thật sự là mình chưa bao giờ thấy ai lên đồ cả, cũng như là bên nước ngoài là bên Việt Nam này mình chưa bao giờ thấy. Đó là mình chưa bao giờ thấy rồi, còn người ta lên hay không thì mình chưa biết. Nhưng mà hôm nay mình sẽ cầm Fury đi top và lên build đồ của Yasuo, đó là ma vũ vô cực rồi vô danh rồi các kiểu, tam hợp rồi các kiểu anh em ơi. Mình sẽ lên đúng y hệt đồ của Yasuo mà mọi người thường lên. Thằng này mới chơi mày điên nè, tóc biến hả? Mà nghĩ mà chạy được đi đâu? Đi đâu hả bên? Chạy hộ mình các bạn ơi. Trời, mới đầu vô cái pháp block ngon quá. Ủa, đó mình không phải pháp block, thằng nào ăn mạng trước trời. Lờ heo. Ok, và nếu anh em có ý kiến gì hay hoặc là yêu cầu gì rất là dị hoặc là hay á, thì anh em đừng quên bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ xem xét từng cái để mình làm. Mình sẽ làm những cái nào hay nhất thì mình sẽ làm trước nha anh em. Mình sẽ bỏ qua những cái nào xùm xà mà mình sẽ chỉ làm cái nào có chọn lọc thôi. Đấy, đây là build đồ mình tự nghĩ ra. Đấy, Fury lên đồ Yasuo. Bữa làm mà Yasuo đồ Lee Sin hay là bữa làm mà Fury lên đồ Lee Sin hay là các kiểu gì á, được anh em ủng hộ rất nhiều. Farm một mấy hết 6 con. Chết được, muốn out game luôn anh em à. 6 con farm một hết 6 con. Đậu đen đó. Đấy, farm nụ anh em ơi, nụt nè rồi. Thật sự không có tin được là farm cũng có 6 con. Mấy em muốn out game thiệt chứ. Mày chơi mày, mày điên là nửa cây bạn ơi. Thiêu đốt nè. Mình còn quý bạn ơi. Trời ơi, ôi trụ. Người ta có câu là thăm thì thăm anh em à. Nên mình phải biết chọn thời điểm cũng như là biết cái lúc nào nên là dừng lại và biết cái nào nên là tiếp tục, đừng nên cố quá thành quá cố. Đây đây con này đừng có băng trụ, đi rồi lý sinh lên thế mới quýt nó chạy nè, nó không chơi kìa, mới xui ta. Mày nè, mày đi nè, đánh tao nè, chết. Cụ hết mi cá chuối. Có chuối thơm. Hết mi mày, trời ơi. Rồi một phút đầu căng não quá anh em. Mình đánh phút thứ 4 mà tên bạn găng mà nó lại sắp bật lòng mình luôn, ba đứa lên cùng lúc. Con hết cả ba, ok. Mình vào quýt mấy tiền bố là tên nó tuổi linh hồn luôn. Tuổi lòng. Rồi lên găng ba đứa, hai đứa giết hết, chết ba đứa mà không chết mạng nào luôn. Quá kinh khủng. Phút thứ 4 mà không, phút thứ 5 mà 301 anh em ơi. Anh em nói gì nữa đi. Quá dữ luôn anh em ơi. Đây gọi là gì, người ta gọi đây là quá dữ đó. Rồi, y hục rồi, quay quýt chạy về luôn. Ở món đầu tiên đó thì mình sẽ lên đó là cái ma vũ song kiếm. Tại vì món này là món đầu tiên của Yasuo mà tất cả mọi người đều lên. Mình nghĩ là vậy, từ khi mấy thanh niên lên làm phép hay là lên giao điện đó mình không biết. Nhưng mà theo build đồ của mình đó là ma vũ là món đầu tiên. Ok, và anh em muốn ủng hộ mình đó thì anh em đừng quên nhấn click quảng cáo giúp mình nha anh em ơi. Trong một video anh em chỉ cần click quảng cáo giúp mình khoảng 1 đến 2 cái là mình cảm ơn rất nhiều rồi. Anh em đang ủng hộ chéo cho mình đó, để mình hút anh em. Một cái click của anh em bằng một tô chéo.
anh em click 1-2 cái trong một video là quá đủ. Đấy. Và anh em nào muốn ủng hộ mình thêm nữa thì anh em hãy like, share cũng như là hãy subscribe cho mình, ủng hộ cho mình là 1 triệu sub. Nghe cái video rất là xa vời nhưng mà cố gắng là sẽ được anh em. Ok, ok. Rồi giờ mình đang có 20% giải niên hồi chiêu. 20% chiến mạng. Chọt đủ thốn rồi, lâu lâu vài chiến mạng nó là thốn to rốn luôn em ơi. Mất top rồi. Để lâu lâu chọt vài chiến mạng thấy khá thấm. Mặc dù đang khá là yếu. Mình thấy blue nó hồi này mà. Mình thấy blue nó vừa hồi. Đây nè, gần ra rồi, gần ra rồi. Vài giây nữa. Mình ké tí nữa thằng rừng nó vô ăn blue rồi. Đó blue nó hồi rồi. Tóm này mới level 6 rồi. Mày chơi nè. Thốn chứ baby. Mày nè nửa cây cái nhẹ bạn ơi. Cho mình xin nửa cây cái. Cho mình xin. Đấy rừng nó đang ăn rồi anh em. Rừng nó là cây xa, một vị tướng mới ra rất là hot ở trên đấu trường công lý hiện nay này mà. Mình cũng đang nghe tin là Irelia sẽ được sửa lại trong phiên bản sắp tới hoặc là kế tiếp. Là vài phiên bản nữa. Tại vì nó có server BBE rồi. Ok, fan cũng khá là được nhưng mà rất rất tệ trận đấu này. Phút thứ 7 mà fan được cái 49 con à. Fuck. Cậu đầu tệ. Quay top, à đó nè. Ok. Mình hỏi nó level nè. Mày ôi quy hục kia. Mì. Thằng này lên level 6 rồi, phải nói rất là khó giết anh em rồi. Nên mình phải cống máu nó nè. Đó, nửa cây cái nhẹ bạn ơi. Cho mình xin cái nửa cây. Rồi tí cho mình xin cái mạng bạn luôn nha. Cho mình xin hết tất cả. Này ở dưới rồi nên không sao. Xin cái nhẹ bạn ơi. Mày chơi BK. Từ chối rồi, nó từ chối. Ô mình chạy thưa đốt à. Biến à. Ui. Rồi luôn. Fuck. Biến ăn bà lấy trời. Gà không có tin được luôn á. Mẹ. Kéo tin được luôn, mày đang bà lấy kìa. Cạn lời luôn. Tóc biến quy không tới này mà rất rất là xui luôn. Ok. Người ta câu là thua cái này mình bày kiểu khác, thua kiểu này thì mình bày kiểu khác anh em. Đánh thua nó một lần không có nghĩa là mình sẽ thua nó mãi mãi. Ấy anh em biết ý chí vươn lên là động mé tí đập sét bằng lòng nó liền. Trời đam mê nó chơi, nó mang thư đốt, nó chơi gian. Mình mang tay le mà. Rồi giờ trái đam mê lên đây. Giờ nó không có anti. Giờ nó mà hộ báo là nó chết ngay. Tại vì nãy mình không xài anti. Giờ mình còn anti nè, nó hết anti rồi. Nó cũng mất tóc biến rồi sao á. Cũng không để ý. Mà quan trọng là giờ mình có cái đồng hồ két rồi. Có đồng hồ ngưng động rồi. Thì mọi chuyện sẽ rất là khác nếu mà mình airplay được nó. Đấy. Mới chết một mạng thôi, không nhầm nhờ cả. Level 7 à. Mày giết tao nè. Thật sự là lên cái đồ quần này thì đem lúc đầu nó rất rất là yếu luôn. Tại vì nó lên ma vũ mà nên đem rất là yếu và tốc độ đánh được khá là nhiều. Tính là mình lên đồ đem thì chọn nó mới mạnh. Binh cái gì thằng nào lên. Nó lên mang 40 cân cái nhẹ luôn. Đây nó bằng level mình luôn kìa. Bằng level mình luôn kìa. Trời ơi, thanh niên nhanh tay quá. Chợt bạn chơi không? Rừng nó lên, rừng nó lên. Thằng này chơi gian. Bố mày không chơi giống thằng chơi gian. Đầu đen bố mày về. Đừng anh ơi. Cho em xin một cái mạng. Em xin. À. Phải đó nó chạy được rồi. Oh shit. Mình mà phải đó mình chỉ cần đánh được đúng 40 điểm yếu của nó thôi là mình giết được nó đúng không? Rồi mình sẽ có cái nội tại của R mình là mình hồi máu nữa. Xong rồi mình giết được thằng Chademy luôn có thể. Sorry anh em,
này xử lý khá là tệ. Sau đây anh em rất rất nhiều. Oh shit. Ok, món tiếp theo là có lẽ mình sẽ lên đó là tam hợp kiếm để lấy một chút đam. Giờ mình không lên tam hợp kiếm thì đam đâu mà chơi. Ma vũ tam hợp kiếm mà nói là build đồ mà nói là rất là lâu rồi. Khi mà được kết hợp đó giao điện cái tam hợp kiếm đó đã build đồ rất mạnh, nhưng mà giờ mình thích mình lên tam hộ với tam hợp kiếm với ma vũ luôn. Ai cấm mình? Một pha combo rất là chắc bắp từ Z anh ấy anti vào luôn. Thằng top nó chơi gian quá, nó chơi rừng găng kìa. Nó chơi gian vờ lờ chưa mẹ. Anh em có thể thấy là cái kiếm của mình nó còn cùng lên cùng xuống mà đánh nó còn cong lên cong xuống mà. Trời ơi cái kiếm kìa mẹ, yêu đuối vãi cứt luôn. Một cú đánh là cái kiếm nó gãy làm đôi. Tao phát cô kiếm rồi anh em. Cái này gọi là người ta gọi là cái bong bóng đồ chơi đó, cái đậu đen đó. Nhìn si đe vờ cờ luôn thờ. Đây đây bố thằng này đó rồi. Blue lại gần họ anh em ơi. Ơi rừng nó ở dưới rừng nó ở dưới rừng kìa. Chết rồi, giết móc bóng rồi. Đậu đen sao mà chớ giết đã đây. Lên đi lên luôn. Lên chơi đó. Ê bài. Hỏi lên top mình đếp vậy. Đi vòng là mất cái trụ ngu người là phải nói là hối con mẹ nó hận luôn. Nhìn nó bằng lấy vòm luôn kìa, ảo kinh thiệt, kinh điển này, nó lật kèo kinh điển này. Nó chơi mình kìa. Giờ nó hổ báo cho anh em, nó gặp mình là nó xúc mình luôn kìa. Mé thằng này. Tí nữa mình phải dạy cho nó một bài học mới được. Ok, nice sir. Mất top rồi mấy baby, ở đây rồi. Rồi xuất hiện điểm yếu ngay trước mặt luôn nha. Pha này mà không đánh này uổng lắm. Mà nó chạy lùi về luôn rồi, thằng này nó khôn với ta. Nó chạy lùi về là mất mẹ cái điểm yếu thôi. Giờ lên là thấy điểm yếu ở sau lưng nó là mà nó là như xích luôn. Ok, pha nó không tệ lắm. Điểm yếu nè, cho mình xin cái điểm yếu. Cho mình xin cái quy bạn ơi. Bạn chơi điểm yếu nè, chọt nè. Hơn nửa cây liền. Muốn chơi. Mày sao? Áo mày si. Cứ nhận hồi máu các bạn ơi. Trời ơi, em play liền anh em ơi. Anh em đã nghe cái câu thua kiểu này, ta bày kiểu khác. Đấy. Đây là một cái kèo mà nói là rất là chắc bắp. Đánh 4 điểm yếu nó hồi máu, rất là phê luôn. Mình đã thanh niên chơi ăn gan thư đốt mình các kiểu, sau đó mình có hiệu hồi máu chấp luôn cái thư đốt mà ẹ. 42 rồi, xanh lại rồi. Ok, ngọt sớt lại anh em, về rồi có tay lê mà. Rồi tay mập thẳng kiếm thẳng tiến rồi anh em. Rồi buồn máu xong rồi ra luôn. Ok. Ê, ok. Tiềm năng rồng một kìa. Ash nó không thấy rồi. Thằng này nó không thấy rồi. Rồi lắc rất lại đến từ Ash. Từ bạn ơi. Xuống này. Mình xuống nè, chặn những cái rò là chặn những cái bắn tấn thường nè. Một sát cho mình. Rồi cho mình xin các bạn luôn ơi, người lẹ ơi, cho tôi xin các bạn người lẹ ơi. Người lẹ ơi. Đi đâu mà chạy. Ui, bay lên phe đó là chết. Hơn là còn tỉnh táo. Rồi mất mẹ cái chỗ top luôn rồi, fuck cuộc đời. Mẹ xuống cuối thằng cỡ hó, thằng lòng Ash game mất cái trụ top rồi. Không ai lên đếp giùm mình luôn, rất là buồn. Lên top lẹ thôi. Ê, cái chuối, giết chơi rất là hô báo nha.
rồi luôn, mình kết cái nhẹ bạn ơi. Người lẹ ơi, ôi. Rồi phải nói là đi găng khắp miền quê, đi găng từ Bắc xuống Nam. Giờ mình ráng mình farm đủ tam hợp kiếm anh em. Lên được cái tam hợp kiếm thì mọi chuyện nó sẽ khác. Giờ có cái thủy kiếm thôi là chưa làm được gì đâu. Đấy là tam hợp kiếm nó đập mạnh lắm. Ui, thanh niên Ash bắn rồi trúng kìa. Gắt đấy. Đủ chưa? Mình nghĩ là chưa đủ đâu anh em. Nghĩ là chưa đủ. Mới đủ một cái mạnh nhỏ thôi. Thôi mình mua giày chứ chắc bắp. Rồi trận này 6-2, họ nói là không xanh là bao nhưng mà đủ mạnh, đủ chơi với team nó là đủ rồi anh em ơi. Thì xin bay về những hộ thể ra rất là nhanh tay với đạn đây. Giết bật kiếm mà vô lên cho mình, bắn rò ra đến từ Lee Sin. Ash đang bắn nhưng không thấm. Rồi chứ bot team nó bị trụ rồi quá. Thằng này đếp top giùm cái mình ơi, lộn. Bạn Darot rồi, bạn đếp top giùm cái mình ơi, bạn ơi. Không ai đếp top giùm top luôn. À, cái chuối. Ê, chuối không thơm rồi. Cứu mình. Ảo tưởng rồi em. Giết bay vào combo dự hình. Chúng ba phi tiêu anh ấy lại chắc chắn là chết rồi. Darot đang quẩy đây. Đang rực giết ở phía bên đây. Một pha kéo rất kháng từ Darot. Vít bay vào kèo áp chế. Có mạng cho Darot, có mạng cho giết. Và một mạng nhà nữa dành cho Kai'Sa. Nó là combat rất là dữ dội phía ở dưới boss này. Nhưng mà người L là phía bên mình. Tại vì ăn ba đổi hai. Nhưng mà nếu mà tém nặng được chủ top này có vẻ là không lời mấy. Và nó mình ảo tưởng quá nè, mình bay bằng một con ba. Ảo tưởng quá. Rồi luôn mất ba chủ top. Hồi nãy mình từ mình vô là được rồi. Bay vào ảo tưởng kinh. Họ đang lên tay một kiếm anh em. Mình vẫn đang đi theo hướng đó là phiêu ra lên đồ Yasuo anh em. Rồi anh em khỏi lo. Mình vẫn đang đi đúng hướng của mình đặt ra từ lúc vào video. Đấy. Ok. Mình nghĩ tay một kiếm này tốc độ đánh của mình sẽ tăng lên khoảng 1.5. Cũng đủ chơi. Đủ mạnh rồi. Trong này lúc đầu nhìn yếu gì thôi chứ lúc sau nó mạnh lắm anh em, thề luôn. Phiêu ra lúc đầu nó mạnh thôi nhưng mà do mình chơi ghê nên thấy nó yếu thôi anh em, chứ lúc sau nó vẫn mạnh. Mình đang cố farm tích cực, farm nhiều nhất có thể để mình lên đồ. Team mình cầm bắt liên miên luôn, mấy nó không cho mình farm luôn rồi. Tí team lại chết thì nó lại đổ thừa mình. Ô thằng chó phiêu ra mày đi farm mày bỏ team. Salon bạn. Rồi về đổ tầm kiếm rồi, ngon trem luôn. Rồi lại combat rồi, quay quýt. Bị sốc đen mà chết rồi, giết bay vào combo. Thôi mình I come in. Rồi bốn là cả hai món nha con trai. Về lẹ thôi là bốn là cái quay được kêu ngay. Một sát. Phan này không chết bỏ game. Mày nữa. Sao mày, listen nữa. Chơi không? Mày chơi không? Sao bạn? Người lên cho mình xin các bạn ơi. Mạng ngọt xớt luôn, quá đỡ luôn em. Cho mình... Ôi. Giết nó. Mấy thằng chó này nó bê trụ lén kinh quá anh em. Đầu game giờ rồi nó đi một lên một luôn. Nó không bao giờ súng mod hay là súng bot luôn. Hồi nãy lúc giữa game nó có súng mít nó đép trụ cái xong rồi nó biến từ đây lên top luôn. Ê chạy rồi thanh niên, chạy nhanh vậy cứt vậy, hắc xe bít con mẹ luôn.
Trời ngon em, bay vào cân được hai đứa là quá đã. Chiêu quy khi anh em quy và nó trúng nó thì nó sẽ được giảm thời gian hồi chiêu, còn anh em không quy và trúng ai thì hồi chiêu là 100%, thì nó là rất là lâu. Hay tốc đánh rất là kinh khủng anh em. 1.64 tốc đánh ở thời điểm hiện tại với Fury phong cách đồ Yasuo. Anh ấy phải nói là tốc độ đánh như thần thánh, máy đánh máy như hắc. Con này là mình lên giày mà nó là giày giày dép nên tốc đánh còn như vậy chứ. Mình lên giày tốc đánh nên thôi là 2 chấm con mẹ luôn. Rồi bắt được Chanemi trên top rồi, khá là hay, nhưng mà cần bê đứa mới bắt được. Khổ vãi lòng, khổ vãi chim én luôn. Rồi tiếp tục là những món của Yasuo nè. Lẽ mình sẽ lên vô cực. Đây mình giờ mình khá là thiếu anh em rồi, tại vì nãy giờ mình toàn là tốc đánh đúng không. Giờ lên vô cực kiếm nè, quá là chi lý. Cầm bắt đi các bạn ơi. Chơi đi anh em ơi, chói hụt đến từ Liberland rồi. Một pha W trúng đến từ Kai'Sa. Giết đang thấp máu, giết phải lùi về ngập tức thôi. Nhưng mà đừng lo, vẫn có Fury của Yusuke ở bên cạnh để cover cho anh ta. Thằng này nó bắn W hoài nha. Thằng có hói cái xe này, mày lên cái gì đây. Sao bạn? Solo mà. Chơi mà, bay lên rồi mà. Thằng có hói này, ê biến quá à. Tao thấy mày rồi, thấy mày rồi. Tao thấy mày rồi, thấy ngu người. W nó đi con trai, W nó đi. Lên ép và đồ bắn W. Ủa mày bắn lại sắc lòng mày luôn. Ok, Nasu. Là tôi. Có tôi sau lưng là có tất cả. Ê, lọn rồi. Chơi nó, bắn nó, đúng rồi. Một sáng nè. Ôi, đi đâu. Bắn chủ ơi, Quýt ơi. Khô máu luôn bạn ơi, ơi, lại nữa. Mẹ. Tôi đéo thể tin được là thằng cỏ hó Chanemi nó chơi lại giống như vậy. Đúng là chơi game để thắng thiệt, nhưng mà chơi kiểu đó nó không vui này mà. Mẹ nó chơi về chủ lén đúng không? Fuck. Chơi vậy nó không vui. Mẹ vãi lòng chim mé này, thanh niên này. Chow! What the fuck? Really? Vãi lòng. Trời, đe chim đam mê nó giết lại được là cái đe rớt luôn rồi. Ui, hắc não mình nè. À, đi đường này. Không hí, vào đây. Cái đồ có mắt kìa. Về lẹ. Cứu. Oh shit. Cái thằng giờ nó có mắt. Ngu vợ cờ ra. Không biết nó chửi ai ra. Nó chửi mình đó hả. Rồi mình lên được 50% cực crit rồi. Và còn thiếu vài trăm đồng nữa thôi là mình sẽ lên được cái vô cực kiếm này. Mình nâng chỉ số đam của mình lên là chắc cỡ là 200 đam. Anh em đã xem ở đây mà chưa like, anh em nhớ bấm like để ủng hộ mình, cũng như là hãy subscribe, click quảng cáo, cũng như là hãy chia sẻ và like giúp mình nha. Cầm bát rồi, Z bay về, sắp đem được giờ hình rồi, Z đang cố gắng để chạy. Ở đây Lee Sin kết liễu được Z, Lee bị lăn chứ, xin lỗi anh em. Ash đang bị bắt rồi. Rồi luôn, có tô tele đây, có tô tele. Còn với bút mình còn sống thôi. Để rất đang phai mới chứ. Á đù mày vào đây. Mày vào đây. Vào đây. Mày chơi. Fuck. Đừng có đầu hàng ơi, mình bắt buộc đầu hàng rồi. Ok. Đang lúc ức chế, thì bắt đầu hàng luôn. Cái này không ổn rồi. Tem có bắt lẻ không anh em ơi, toàn thiếu mình không à. Mà mình ra mình cầm bát thì lại thiếu tem, thấy nó cứ cấn. Nãy tem mình đang cầm bát Darius để đi phai lên top nha. Quá lòng chim én luôn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bật phải nói là chế độ nghiêm túc để mình đánh với bọn này.
sẽ bật mod thần thánh lên, mod cái nghiêm túc lên để mình chơi. Mấy vậy là quá đủ rồi. Rồi luôn, Ash đang bị bắt rồi, một mạng nhanh nữa cho cây xe. Một mạng nữa dành cho cây xe rồi. Đợi mình mấy bạn ơi, đợi mình farm lên cái vô cực kiếm cái đã. Lên vô cực kiếm thì chúng ta nói chuyện tiếp. Phiêu ra nó đồ kiểu này phải nói là xử lý quá rất là lâu luôn. Không hút máu nữa nhá, chỉ có kiếm đâu ra là hút máu à. Ok. Rồi đổ vô kiếm rồi anh em ơi, về nhà lên ơi. Một pha đấu kiếm giữa Vira và Ku, mé đứa tình được. Rồi 50% crit, 169 tốc độ đánh và cũng như là 215 đam. Và 25% giảm đi ngăn hồi chiêu, khá là nhiều. À, tôi tới này, tôi tới này, tôi tới. Tôi bảo để ý rồi, luôn là bị bắt một lần nữa từ Ash. Đúp cái nhẹ nè. Bóp thêm chưa nào bạn ơi. Ở đây có chuối luôn, ở đây có chuối luôn nè. Mày, đi đâu. Ê. Ồ, đau quá. Còn có W rồi, ôi ôi, có Linh Sinh nữa. Rồi, né cái nhẹ nè, cứ bình tĩnh mấy men ơi, cứ bình tĩnh, đừng manh động, cứ rượt từ từ thôi. Ăn cua này, ăn cua. Ok, mình đã hoàn thành được 3 món của Führer lòng của Yasuo này mọi, đó là ma vũ vô cực kiếm cũng như là tam hợp kiếm, phải nói là kiếm không, ma vũ xâm kiếm, vô cực kiếm cũng như là tam hợp kiếm, nó kiếm không, kiếm đèn ngập đầu luôn. Mắc nhiều quá. Trời ơi, chiến bạn liên tục quá là phê luôn. Ok. Thằng này mình đánh cũng phải nói là không quá xanh, không quá hay, nhưng mà cũng không phải quá là tệ. Mình vẫn đang phải nói là chỉ số dương hoàng. Rồi đây, combat đây em ơi. Combat đây rồi. Mất hồn man, liệu lần nó chơi lầy vậy. Giết của chúng ta đã lên được 3 món, 4 món cho mình. Sắc lực không. Định binh nhưng mà thôi khỏi, binh là bạn lại chửi. Ok, combat đi man. Combat đi. Giờ mình đủ đồ, giờ mình muốn thử cái. Ô, combat rồi. Mà đây là 5 đánh 1 mà. Nên cảm thấy nó không công bằng. Một W ăn mất nửa cây. What the fuck? Really nigga. Cỡ hó khi nó lại bê lẻ rồi anh em. Hỏi mình combat đi. Có giết và đếp rồi. Rồi, không bỏ mà rồi. Rồi luôn. Rồi luôn, hơn nửa cây luôn. Cái này có rồi nè mời. Đầu đen. Tôi né. Hay. Thôi không đi, mình chọn không đi. Mình vẫn không gánh được. Mình vẫn còn gánh được, anh em đừng lo. Rồi, món tiếp theo là mình sẽ lên gươm vô danh. Một món phải nói là rất hữu dụng cho Yasuo nếu ai lên mai mũi xong kiếm. Mình thấy ai lên kiểu như là giao điện thì người ta sẽ ưu tiên lên hít kiếm trước. Lên hít kiếm là món hút máu. Còn mình là ưu tiên gương vô danh là món hút máu, tại vì có tốc đánh.
phần trăm máu các kiểu nữa, rất là phê. Rượt sao được mà rượt bạn ơi, đừng quên đó là con Liberlan khó khó chịu và đái. Ui trận này nhây thiệt chứ anh em, bỏ đi có mạng này, ngoài sao áo mày xì, áo mày xì rồi luôn. Bắt nó nó là không giết được nha. Rồi thôi bạn bỏ luôn rồi. Ê, đây qua đây đâu rồi, rồi luôn nha, có mạng nha, về rồi. Ok con rết luôn, ngon stream. Bắn rồi nó mà đứng rồng rồng thêm một xíu thôi là mình thề bay cho mình giết nó luôn, có băng chỗ các kiểu luôn, thật quả luôn mẹ, định băng chỗ chứ. Ê Jeremy bớt lại men, cái đầu đen đó lại như chó luôn mà, trời ơi éo tin được luôn, phải lòng chứ mén. Đứng lại, đứng lại chơi mày mày nè. Cứu nó mất rồi giết nó rồi. Nãy sư bê chủ của tao là không xong đâu men, phải chạy ve và nó rất rất là đắt. Ui gì kinh thế, có mắt luôn à. Ê thanh niên listen hồi kèo có ba kèo nữa cây anh em ơi, có ba chọn hoặc bốn chọn nè, đi đâu rồi luôn nha, cần tem rồi mày nè, hai đứa nha. Hồi sinh thì chủ được mình bay lâu, hồi sinh nè, con mày luôn, ba đứa có mạng dành cho tôi. Ok bốn đứa luôn, đây sao em. Ê bay rồi, áo mày xì, áo mày xì. Úi rồi ôi anh em thấy gì chưa, ôi chạy. Anh em đã thấy gì chưa, cái sức mạnh của Fiora rồi, Giê-xu chưa, trời ơi bốn mạng liên tục luôn em, quá phê luôn. Ăn một lần là ăn bốn mạng như vậy nó mới thỏa mãn cơn mê, thỏa mãn cái thú tính. Đấy, anh em đã thấy cái sức mạnh của Fire Emblem lên đời Jesus anh em, một con bốn là cái thật, đâu phải dạng vừa đâu, con năm còn được chứ, trừ thằng Derek, lộn, trừ thằng Chandamira, thấy nó mạnh như chó. Rồi bốn cái tiền rồi anh em ơi, giờ thôi cầm bánh nó kìa, cầm bánh nó kìa. Ok chú ta có chuối rồi mà chạy đâu, chạy hộ các bạn ơi, chạy hộ mình ngay. một xác nữa này, rồi 16 năm thôi, mạng nó cứ nhảy liên tục quá đẻ luôn. 4.5k tiền người ta gọi đây là Bidoba đó anh em, thấy dữ chưa, một lần về là gần 5k tiền vậy á. Rồi full đồ luôn. Ê quên, còn kiếm được Doran chưa mua, chưa bán. Ok full đồ, let's go baby. Đợi mình mua thuốc lắc anh em, rồi on. Ôi win luôn nè anh em ơi, giờ là win đủ rồi đó, giờ là win được rồi. Full đồ common đó rồi, giờ đánh gì nữa. Rồi 355 đêm, gần 200 tốc đánh, 25% giá ngang chiều cũng như là 50% crit. Đấy, rất là ghê gớm. Full công mẹ nó đồ, đây là build đồ và nó rất là chuẩn mực.
của thanh niên này chơi Yesu, vừa đồ rất là chuẩn. Hoặc là anh em có thể thay tay một kiếm bằng cái búa băng cũng được, cái gì cũng được, mạnh lại được. On em ơi, on đây, on đây. Tôi muốn on kìa. Lý sinh à, Lý sinh bè chọt, bốn chọt, năm chọt, sáu chọt, cái chết luôn nè. Đứng cho mình chọt luôn, bạn biết là bạn chết rồi, sao bạn chạy được nữa. Quên luôn, quên luôn, quên luôn. Trụ là cái gì, trụ là cái gì, mình hỏi có ăn được không. Ăn được chứ sao không ăn được. Thằng này được, hai chọt, bè chọt, bốn chọt, cái nhẹ là. Người lại ơi, cho tôi xin một bạn thôi. Mượn rồi tôi giết tiếp. Ủa về một con bốn luôn anh em. Mà sao nữa, bảy rồi, cứu. Ủa về cũng giáp hồi sinh, hên quá xá là hên. Sao man, ok win thôi, win thôi, win thôi. Ok win, ok và xin em nha. Tạm biệt em và gặp lại anh em vào lần sau. Nhớ bấm like, xem nha, hãy subscribe tên mình nha, lòng check cơ mình nha.